Sáng ngày 26 tháng 7, đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khống chế được đám cháy tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát trong nhà kho, khói đen kịt bốc cao hàng chục mét. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương đã điều động 11 xe chuyên dụng cùng 58 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ đám cháy đã được dập tắt, rất may không có thiệt hại về người. Theo báo cáo ban đầu, tổng diện tích nhà kho khoảng 8.000 m2, diện tích cháy khoảng 2.000 m2, kết cấu xây dựng nhà kho chủ yếu tượng gạch, khung thép, mái tôn. Chất cháy chủ yếu là bao bì, giấy ni lông, vải. Do vụ cháy xảy ra vào buổi sáng nên giao thông ở đường Lê Hồng Phong bị ùn tắc cục bộ.